rồi, các bạn chúng ta cùng xem. Bây giờ hôm nay mình quay chia sẻ cho các bạn cùng xem là cái cảnh siêu xe. Mình đếm nè. Đây, 2, 4, 6, 8 xe. Quá trời, 8 xe đủ màu luôn. Cực kỳ các bạn. Đang đậu ở trong sân banh là cho chuẩn bị cuộc đua xe đó các bạn. Ở tại Cần Thơ ha. Thì một số nhân viên cũng không biết đang làm gì. Hiện tại đang mở cái cánh cửa lên nè. Mình thấy anh quay cho các bạn nhóm người cùng xem và tham khảo. Hiện tại ở đây thì ở sân vận động Cần Thơ có tổ chức giải đua xe là ngay dịp lễ 30 tháng 4 đó các bạn. Mình đứng ở góc cạnh thì nó cũng hơi xa. Đang mở cửa rồi, chuẩn bị đóng lại các bạn. Có đoàn siêu xe 8 chiếc đậu cái hình kiểu chữ V đó các bạn. Quá thòm luôn ha. Bên đây thì nó là ngay cũng khán giả là quá trời đông. Thêm một số mấy anh cán bộ cũng đang điều hành và đang giữ trật tự và có phòng chống chữa cháy luôn, phòng cháy chữa cháy đó bạn, đầy đủ hết rồi. Cơ động đây, trên đây thì cơ động này kia đầy đủ hết. Chắc cũng chuẩn bị cho lễ khai mạc nha các bạn. Đó, tròn của đội siêu xe 8 chiếc. Đây có chuẩn bị bình phòng cháy chữa cháy luôn đó các bạn, đầy đủ luôn ha. Còn bên đây thì chiếc xe phòng cháy chữa cháy cũng có đang chuẩn bị vô, đang chạy vô đậu đây rồi đó các bạn. Khán giả thì cũng khá đông. Cũng gần tới giờ rồi nha các bạn. Bắt đầu xe phòng cháy chữa cháy đang chạy vô luôn đó các bạn. Nó đang chạy vô để thủ sẵn ở trong sân vận động các bạn. Chuẩn bị cho cái cuộc đua cho nó êm đẹp các bạn, có đầy đủ hết. Chắc đậu đâu đây quá. Mấy ảnh dọn để đậu đâu đây đó các bạn, là để mình thủ sẵn ha. Có khi có những sự cố xảy ra thì sẽ có để mình kịp thời cứu tế liền. Bây giờ đang sắp xếp để đậu đầu khu này. Thank you.
tục nữa nè các bạn. Ồ, có xe cứu thương vô luôn nha. Cái gì chứ cái này thì không thiếu rồi các bạn, lúc nào cũng phải có hết. Đó, đang chạy trên xăng luôn. Hòa Mỹ, Hoàng Mỹ. Rồi, ở đây thì xe cứu hỏa đang ghe vô để đậu cho chỗ ăn. Thấy ra rồi, tới công chuyện rồi. Chập rồi các bạn. Chập cái ống cống các bạn ơi. Chập ống cống. Dạ. Dạ. Để chương con nha. Chập ống cống rồi các bạn. Có vậy. Hello rồi. Á thì gì nặng quá nặng. Ồ, chập cái hì luôn. Rồi giờ xúm nhau kiếm đường đẩy lên chứ sao. À, còn bên đây thì xe các động viên cũng đang dọn ra nè các bạn. À, lên lên vài cái nữa lên nè. Tối là anh đàn anh đó, tối tối em ơi. Muốn lên đó, cái nữa lên đó. Rồi không sao, sập một cái bập luôn. Rồi chiếc xe cứu thương qua tới bên đây, qua đậu bên đây. Rất là hoành tráng luôn. Đây bắt đầu xe dẫn ra nè các bạn. Đó. Đây một cặp rồi nè. Rồi bây giờ dời điểm chỗ khác để đậu nha các bạn. Bây giờ cái điểm chỗ này thì hồi nãy nó bị sự cố đậu không được rồi. Bây giờ mấy ảnh đang dời cái điểm khác để đậu. Chắc dời đậu qua bên đó quá. Tiếp tục một số xe cũng đang đem ra. Đông lắm rồi nè các bạn. Số mấy anh cán bộ đang đi tuần tra. Mấy anh đang đi tuần tra đó các bạn. Tiếp tục thì xe đang chuyển ra nè. Xe đang dẫn ra quá đông rồi nha các bạn. Nó đang tiếp tục dẫn ra. Ôi, nó thòm chưa.
thì thể loại là da dét đó các bạn. Và cái hồi nãy dẫn trước thì ẹt, rồi bây giờ thì da dét. Đang chuẩn bị quá lộn xộn. Rồi còn ở đây thì một số trọng tài đang chuẩn bị xăng. Đang chiêm ngưỡng những chiếc siêu xe đó các bạn, 8 chiếc siêu xe. Thank you.
Đứng gà